Tạ Định Phong chắc hẳn rằng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc cậu con trai cả Tạ Chấn Hiên của bản thân rồi có ngày lại nói với giới media rằng anh không xứng với Trương Bá Chi. Những tin tức bao quanh việc Tạ Đình Phong không ôi lắm đến con cái có mặt kể từ khi anh chưa cùng Trương Bá Chi ly hôn. Không chỉ vậy, Tạ Đình Phong còn cho là chuẩn bị giúp đỡ cho con riêng của Dương Phi trong lúc con ruột của bản thân lại chẳng hề ói lớn đến. Nguồn: Weibo.